19 tác dụng của dứa, còn gọi là trái thơm, trái khóm, và lưu ý khi dùng. Dứa là trái cây nhiệt đới, giàu vitamin, enzyme và chất chống oxy hóa. Dứa có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất. Bên cạnh đó, tác dụng của trái thơm còn hỗ trợ tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ điều trị chứng khó tiêu và giúp xương luôn chắc khỏe. Thành phần dinh dưỡng có trong trái dứa thơm hoặc là khóm. Một chén dứa tươi chứa khoảng 82 calo, 0,2 gram chất béo, 20 gram natri, 21,65 gram carbohydrate, bao gồm 16 gram đường và 2,3 gram chất xơ, 0,89 gram protein, vitamin C 131%, mangan 76%, vitamin B6 9%, chất đồng 9%, thiamin 9%, kali 5%, magie 5%, folate 7%, niacin 4%, acid pantothenic 4%, riboflavin 3%, chất sắt 3%. Trái thơm hoặc khóm, đặc biệt giàu vitamin C và mangan, có thể hỗ trợ nâng cao hệ thống miễn dịch, duy trì quá trình trao đổi chất và chống oxy hóa. Do đó, sử dụng dứa thường xuyên là một cách hiệu quả để tăng cường sức khỏe và chống lại nhiều bệnh lý. 19 tác dụng của trái dứa đối với sức khỏe. Trái dứa thường được sử dụng để tráng miệng, bổ sung vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa. Bên cạnh đó, đôi khi dứa có thể được sử dụng như một loại dược liệu điều trị các bệnh lý tiêu hóa và viêm. Cụ thể, tác dụng của dứa thường bao gồm: 1. Tăng cường hệ thống miễn dịch. Dứa chứa một lượng vitamin C dồi dào, có thể chống lại các chất chống oxy hóa hòa tan trong nước và hạn chế gây tổn thương đến các tế bào. Cơ thể cần các chất chống oxy hóa để làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim, tiểu đường, viêm đau khớp và một số bệnh ung thư. Ngoài ra, một số chất chống oxy hóa trong dứa bị ràng buộc, do đó tác dụng chống oxy hóa thường kéo dài hơn. Dứa tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tim, tiểu đường và một số bệnh ung thư. 2. Hỗ trợ tăng cường sức khỏe của xương. Dứa chứa nhiều vitamin C, mangan, có thể củng cố xương và các mô liên kết. Một cốc nước ép dứa tươi chứa hơn 70% lượng mangan cần thiết hàng ngày. Một số nghiên cứu cho biết trẻ em, người lớn và người cao tuổi nên ăn một vài miếng dứa mỗi ngày để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Ngoài ra, bổ sung dứa thường xuyên cũng được cho là có thể ngăn ngừa loãng xương ở phụ nữ sau khi mãn kinh. 3. Hỗ trợ cải thiện sức khỏe xoang. Vitamin C và bromelain có trong dứa có thể hỗ trợ làm giảm chất nhầy trong cổ họng và mũi. Do đó, người thường xuyên bị dị ứng, đặc biệt là dị ứng theo mùa, có thể bổ sung dứa vào chế độ ăn uống để cải thiện các dấu hiệu dị ứng. 4. Giảm căng thẳng. Dứa chứa nhiều vitamin B, rất tốt cho não bộ và hoạt động của hệ thống thần kinh. Ngoài ra, sử dụng dứa thường xuyên được cho là giúp cơ thể chống lại căng thẳng, lo âu và stress. Sử dụng dứa thường xuyên để tăng cường vitamin B và hỗ trợ giảm căng thẳng,
5. Hỗ trợ làm giảm cục máu đông. Bromelain trong dứa có thể giúp làm giảm đông máu quá mức. Các nhà khoa học khuyến cáo những người thường xuyên sử dụng máy bay, tiếp viên hàng không và người có nguy cơ xuất hiện cục máu đông nên thường xuyên sử dụng dứa. Tăng cường sức khỏe của mắt. Nhờ vào hàm lượng chất chống oxy hóa và vitamin C cao, dứa có thể làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, cải thiện thị lực và các vấn đề liên quan đến lão hóa. Ngoài ra, dứa chứa nhiều beta-carotene. Đây là một khoáng chất cần thiết cho thị lực và giữ cho mắt luôn khỏe mạnh. 7. Phòng ngừa hen suyễn. Dứa có chứa beta-carotene và bromelain, có tác dụng làm giảm các triệu chứng hen suyễn và giúp hệ thống hô hấp luôn khỏe mạnh. Một vài nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên tiêu thụ dứa thường có nguy cơ hen suyễn thấp. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng có tác dụng phòng ngừa hen suyễn còn được tìm thấy trong thực phẩm thực vật màu cam, vàng và xanh đậm, bao gồm dứa, xoài, đu đủ, trái mơ, bông cải xanh, dưa đỏ, bí ngô và cà rốt. 8. Hỗ trợ cải thiện bệnh tiểu đường. Những người mắc bệnh tiểu đường type 1 được khuyến khích tiêu thụ nhiều chất xơ để làm giảm lượng đường huyết. Bên cạnh đó, bệnh nhân tiểu đường type 2 được cho là nên bổ sung chất xơ để cải thiện lượng đường trong máu, lipid và insulin. Một trái dứa cung cấp khoảng 13 gram chất xơ, gần bằng với lượng chất xơ cần thiết cho người trưởng thành. Do đó, bệnh nhân tiểu đường có thể thường xuyên bổ sung loại trái cây này để cải thiện các triệu chứng bệnh. Sử dụng trái thơm có thể làm giảm lượng đường trong máu và cải thiện bệnh tiểu đường. 9. Cải thiện hệ thống tiêu hóa. Dứa chứa nhiều chất xơ và nước. Điều này hỗ trợ ngăn ngừa táo bón, thúc đẩy nhu động ruột và giúp hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh. Ngoài ra, dứa cũng giàu bromelain. Đây là một loại enzyme giúp cơ thể tiêu hóa protein. Tuy nhiên, bromelain cũng làm giảm các tế bào miễn dịch viêm và làm hỏng lớp lót đường tiêu hóa. 10. Tăng cường khả năng sinh sản. Các chất chống oxy hóa trong dứa có thể hỗ trợ cải thiện khả năng sinh sản bởi vì cái gốc tự do có thể gây tổn thương và làm mất chức năng của hệ thống sinh sản. Do đó, các loại thực phẩm chứa chất chống oxy hóa tự nhiên như dứa thường được khuyến khích ở những người cố gắng thụ thai vô sinh hiếm muộn. Ngoài các chất chống oxy hóa, các vitamin C, khoáng chất, đồng, kẽm, folate và beta-carotene đều có khả năng cải thiện chức năng sinh sản ở cả nam và nữ. 11. Cải thiện làn da. Các loại vitamin C và chất chống oxy hóa có trong trái thơm có thể chống lại các tổn thương trên bề mặt da do ánh nắng mặt trời ô nhiễm, hoặc ăn hoặc bôi dứa lên da có thể làm giảm nếp nhăn, trị mụn trứng cá và cải thiện kết cấu da tổng thể. Ngoài ra, vitamin C cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành collagen, cải thiện sức khỏe của da. 12. Cải thiện các triệu chứng viêm khớp. Trái khóm chứa nhiều bromelain có đặc tính chống viêm, giảm đau và hỗ trợ điều trị các bệnh viêm khớp dạng thấp. Ngoài ra, bromelain được cho là có thể giảm sưng, bầm tím và hỗ trợ việc chữa lành các vết thương sau chấn thương, phẫu thuật. Dứa chứa bromelain có tác dụng chống viêm, giảm đau và hỗ trợ các bệnh viêm khớp. 13. Điều trị ho và cảm lạnh. Nhờ vào một lượng lớn bromelain chống lại viêm,
và vitamin C. Công dụng của trái thơm có thể cũng hỗ trợ điều trị ho và cảm lạnh. Bromelain cũng được cho là có thể làm giảm sưng và các vấn đề khác trong hệ thống hô hấp. Bên cạnh đó, các loại enzyme trong thơm có thể hỗ trợ làm sạch chất nhầy, giảm viêm và khó chịu trong hệ thống hô hấp. 14. Tăng cường sức khỏe của răng và lợi. Dứa có chứa các chất làm xe, do đó sử dụng dứa thường xuyên có thể làm săn chắc các mô nú, thậm chí là ngăn ngừa ung thư trong miệng. Trong thực tế, dứa thường được sử dụng để làm co lại nú và chữa răng lung lai không vững chắc. Nhai hoặc ăn dứa thường xuyên có thể hỗ trợ cải thiện sức khỏe răng và lợi. 13. Hỗ trợ làm giảm huyết áp. Dứa chứa rất nhiều kali, có tác dụng làm giãn mạch tự nhiên. Điều này giúp các mạch máu thư giãn và thúc đẩy quá trình lưu thông máu đến các bộ phận khác nhau trong cơ thể. Khi các mạch máu thư giãn, huyết áp sẽ giảm xuống và lưu lượng máu sẽ bị hạn chế. Vì vậy, tiêu thụ dứa thường xuyên có thể ngăn ngừa tình trạng đột quỵ và xơ vữa động mạch. 14. Tác dụng làm giảm buồn nôn. Dứa có tác dụng cải thiện và ngăn ngừa các cơn buồn nôn. Do đó, nếu bạn thường xuyên buồn nôn, sai tàu xe có thể sử dụng một ly nước ép dứa. Ngoài ra, dứa được cho là an toàn cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. 15. Tăng cường sức khỏe móng tay. Thiếu hụt vitamin A và B có thể làm móng tay bị gãy, nứt, mềm. Do đó, để móng tay chắc khỏe, người ta dùng có thể bổ sung thêm nguồn vitamin A và B tự nhiên. Dứa chứa một lượng vitamin dồi dào và phù hợp để bổ sung thường xuyên để chăm sóc sức khỏe móng tay. Dứa còn có tác dụng cải thiện các cơn buồn nôn. 16. Điều trị vết nứt chân. Dứa có thể làm giảm viêm và sưng nhẹ. Người dùng có thể sử dụng một miếng dứa tươi, sau đó chà sát lên gót chân nứt nẻ. Điều này sẽ kích thích và hỗ trợ chữa lành các vết nứt, giúp chân luôn mịn màng và hồng hào. Bên cạnh đó, dứa cũng được cho là có thể điều trị nứt môi. Trộn dứa với dầu dừa và dùng ngậm ở môi. Điều này sẽ giúp cải thiện tình trạng da môi và giúp môi hồng hào hơn. 17. Ngăn ngừa rụng tóc và giúp tóc dày hơn. Dứa có đặc tính chống oxy hóa và vitamin C. Điều này có thể hỗ trợ ngăn ngừa các gốc tự do gây hại cho sự phát triển của tóc. Chiết xuất dứa có thể thoa lên da đầu để cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng cho các nang tóc. Việc này giúp tóc phát triển tốt hơn, dày hơn và bóng mịn hơn. 18. Giúp cơ thể sản xuất nhiều năng lượng hơn. Dứa chứa nhiều mangan có thể thúc đẩy các enzyme sản xuất năng lượng trong cơ thể. Do đó, nếu cảm thấy mệt mỏi và uể oải, người dùng có thể ăn một vài miếng dứa hoặc uống một ly nước ép dứa để cải thiện tình trạng. Dứa hỗ trợ tăng cường năng lực trong cơ thể. 19. Phòng chống ung thư. Trong một số nghiên cứu, các nhà khoa học cho biết dứa tươi chứa các hoạt chất có thể chống lại các tế bào ung thư. Nước ép từ lõi, thân và thịt dứa có thể kìm hãm sự phát triển các tế bào ung thư buồng trứng và ung thư ruột kết. Dứa cũng chứa các chất chống oxy hóa, giúp thu giữ và chống lại các gốc tự do. Điều này làm chậm quá trình tổn thương tế bào, do đó ngăn ngừa một số loại ung thư. Ngoài ra, các enzyme có trong dứa có thể thu nhỏ hoặc tiêu diệt các tế bào ung thư. Một số cách bổ sung dứa phổ biến. Dứa có vị ngọt,
tiện lợi và dễ kết hợp vào chế độ ăn uống hàng ngày. Dứa có thể được ăn tươi, chế biến thành sinh tố, salad hoặc thêm vào công thức nấu ăn. Một số gợi ý sử dụng dứa như sau: chế biến dứa thành món sinh tố, nước ép hoặc dùng ăn để tráng miệng, làm món salad trái cây với dứa, cam, quýt, dâu tây và nho. Thêm dứa vào các món gỏi, tôm, thịt, gà, hành tây, cà chua bi. Làm bánh nhân dứa, vị dứa. Một số lưu ý khi sử dụng dứa. Mặc dù dứa rất bổ dưỡng và cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể, tuy nhiên dứa cũng chứa hàm lượng carbohydrate và đường cao. Do đó khi sử dụng dứa cần sử dụng với liều lượng hợp lý để tránh làm tăng lượng đường trong máu. Khi sử dụng dứa cần chú ý về liều lượng để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Dứa có thịt mềm, ăn quá nhiều có thể dẫn đến đau miệng, môi, lưỡi và má. Tình trạng này có thể tự cải thiện trong vài giờ. Tuy nhiên, nếu người dùng bị khó thở, nổi mề đay, mẩn ngứa hoặc khó thở cần đến bệnh viện ngay lập tức. Đây có thể là dấu hiệu dị ứng dứa. Dứa chứa nhiều vitamin C. Việc tiêu thụ quá nhiều vitamin C có thể gây tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng hoặc ở nóng. Lượng bromelain cực cao trong dứa cũng có thể gây phát ban da, nôn mửa, tiêu chảy và chảy máu kinh nguyệt quá nhiều. Những người dùng kháng sinh, thuốc chống đông máu, thuốc làm loãng máu, thuốc chống co giật, thuốc benzodiazepine, thuốc trị mất ngủ và thuốc chống trầm cảm 3 vòng nên cẩn thận, không ăn quá nhiều dứa. Trao đổi với bác sĩ chuyên môn hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn cụ thể. Ăn dứa chưa chín có thể gây ngộ độc, dẫn đến tiêu chảy và nôn mửa nghiêm trọng. Ngoài ra nên tránh ăn lỗi dứa, bởi vì các sợi xơ của dứa có thể gây cản trở hệ thống tiêu hóa và đầy hơi chướng bụng. Các chất dinh dưỡng và khoáng chất của dứa có nhiều tác dụng tích cực đối với sức khỏe, bao gồm cải thiện hệ thống tiêu hóa, giảm nguy cơ ung thư, cải thiện hệ thống miễn dịch. Tuy nhiên, khi sử dụng dứa cần chú ý về liều lượng để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng nếu cần biết thêm thông tin về dứa và các công dụng của dứa.